Tại vì cái ước mơ của anh, đấy là ước mơ của mọi thằng đàn ông có vợ. Hôm nay lại giới thiệu các bạn đến một nhân vật cực kỳ thú vị. Tôi thì 6 rưỡi sáng cho đến 6 rưỡi tối thì tôi là kiến trúc sư nghiêm mạnh. Sau đấy đến 6 giờ sáng thì tôi là dạ phong. Dạ phong tức là chém gió cực mạnh anh em ạ. Gió dại. Anh ơi, anh nói rõ về cái công việc kiến trúc sư của anh được không? Hiện tại thì tôi là CEO của M2 Studio. Đơn vị làm tất tật tật mọi thứ liên quan đến kiến trúc, nội thất, quy hoạch. Đây là cái công việc chính mà tôi đang làm. Cái lượng công việc trong năm nay nó có nhiều không? Năm nay thì so với lại năm ngoái thì cũng đỡ, tức là phải tầm mấy người đỡ thì mới đứng lên được. À, anh đã kiếm được 1 tỷ chưa? Giờ kiếm được rồi chứ. Gọi là doanh thu thì việc thi công và nội thất trên 1 tỷ là chuyện bình thường, còn lại thì sau khi tổng kết cuối năm ra thì năm nào cũng lỗ. Lỗ sao anh lại có một không gian làm việc xịn xò này ạ? Không gian đi mượn. Đâu là cái mục tiêu để các anh có thể gồng lỗ được đến bây giờ? Nó là niềm đam mê với nghề em ạ. Cố gắng làm sao để mà đảm bảo về cái kinh tế nhẹ nhàng cho gia đình, là có chỗ chui ra chui vào, cơm ăn áo mặc thế thôi. Thế thì cái thời gian để anh dành cho công việc thì nó có chiếm nhiều thời gian trong một ngày không ạ? Thời điểm này khi mà cái lượng công việc không nhiều, tôi hay nhập vai Dạ Phong nhiều hơn là đối với character hay là avatar Dạ Phong thì anh thường chơi và làm những gì ạ? Theo đam mê về đàn nóm, về âm nhạc. Những cái tháng gần đây tôi tập trung về những cái việc phát triển âm nhạc nhiều hơn. Anh có nhiều thời gian dành cho gia đình không ạ? Và thời điểm này thì cũng tương đối, khoảng tầm 4 tiếng một ngày gì đấy. Nhiều thời gian chơi. Thường thì là buổi tối. Công việc thì vẫn phải là đón con về tắm rửa cho con. Tối thì vợ dậy, tối một đứa xem tivi, còn rèn một đứa học bài. Dạ vâng. Tức là buổi tối thì vợ dạy anh đấy ạ? À không. Hay anh dạy vợ. Thế nếu bây giờ mà anh kiếm được 1 tỷ, tức là 1 tỷ đấy là tiền của anh, thì anh sẽ làm gì đầu tiên? Thật là tôi cũng không biết làm gì đầu tiên cả. Bây giờ những cái về cơ bản như là nhà cửa hay xe cộ thì mình sống cùng ông bà và có xe riêng rồi. Thế bây giờ có thêm 1 tỷ thì có thể là sẽ mua một mảnh đất để đấy. Chọn một cái view nó tương đối đẹp, không cần phải rộng. Cứ để đấy đã. Khi nào mình có thời gian mình sẽ làm ra một công trình để mình để đời. Và có thể là sẽ cố gắng nghỉ hưu ở cái tầm tuổi 45 tuổi chẳng hạn. Hoặc là mình có thể xây một cái chỗ mà người ta hay gọi là man cave ấy. Tức là chỗ dạng để tụ tập anh em đến chơi bời ăn nhậu. Nói bọn này là hiểu đây chính xác là một kiến trúc sư điển hình anh em ạ. Tại vì thời mà tôi học xây dựng ấy là cái đội kiến trúc sư rất là bê bết luôn. Một là về âm nhạc, thứ hai là về ăn nhậu. Cái việc ăn nhậu thì một phần thôi. Nó nôm na là một cái không gian riêng. Vâng. Để mà mình tách ra khỏi cuộc sống bình thường, mình có tivi, có đồ thiết bị chơi game các thứ của mình được. Thỉnh thoảng tụ tập anh em. Cái lúc nào đấy mình cảm thấy mệt mỏi, mình có thể tạt qua khoảng 1-2 tiếng thôi. Có thể tập đàn hay gì cả đấy. Nó không bị ảnh hưởng đến người xung quanh mà nó là một không gian riêng của mình. Rất là mong muốn anh sớm hoàn thiện cái man cave đấy. Cái hang của đàn ông. Nghe thôi là mình đã muốn ở đấy rồi chứ không phải nói gì nhiều. Đấy chắc là ở thì hơi khó. Mình vẫn phải về nhà chứ. Đúng rồi, đấy. Vẫn phải để vợ dạy chứ. Đúng rồi. Anh có đặt cái tiêu 1 tỷ nào trong cái tương lai ngắn hạn để anh kiếm được không? Tình hình tài chính và kinh tế như kiểu hiện tại thì ví dụ như ở năm nay thì anh đã được 1 tỷ rồi, nhưng anh lỗ mất 300 triệu được. Em rất là mong muốn anh sớm hoàn thiện cái ước mơ của anh. Tại vì cái ước mơ của anh, đấy là ước mơ của mọi thằng đàn ông có vợ. Em sẽ chúc công ty sớm hoàn thiện được nhiều công trình đẹp hơn và đạt đúng được cái mục tiêu của các kiến trúc sư chân chính như anh. Nhân cái dịp nói về cải tạo nội thất này, em có thấy có một cái series rất là hay mà anh triển khai. Đó là thiết kế với AI đơn giản. Đúng rồi. Thì hình như là tầm tháng 8 này, tôi có triển khai một cái series là ứng dụng AI trong việc thiết kế kiến trúc và nội thất. Hiện tại thì tôi cũng đang đào tạo một số học viên liên quan đến cái mảng đấy. Nhưng mà em thấy là hình như là anh đã tiếp cận và anh làm cái AI là khá là lâu rồi chứ không phải là từ tháng 8 năm nay. Đúng, tức là tôi bắt đầu triển khai, tôi bắt đầu biết đến thì khoảng tầm 2018 thì tôi bắt đầu biết rồi. Tại vì lúc đấy ở bên thị trường Trung Quốc thì họ cũng đã bắt đầu sử dụng. Mặc dù nó vẫn là thô sơ thôi, nhưng mà nó cũng là một cái bước tiến, một cái bước nhảy vào so với lại cái lối mòn trước đây các kiến trúc sư hoặc là những nhà thiết kế nội thất hay đi. Đến khoảng tầm tháng 2 năm 2022 thì bắt đầu, khi mà trên thế giới bắt đầu phát triển về Stable Diffusion, Midjourney thì tạo thêm nên một cái cơn sốt, mọi người bắt đầu lao vào nghiên cứu về cái AI. Cái cảm nhận sự khác biệt không? Một số người thì lại nghĩ là bây giờ AI mạnh như này thì cần gì phải thiết kế nữa.
Một số người thì lại nghĩ là nó nhanh và đơn giản như thế thì có khi lại phải free thiết kế nhỉ. Còn ngoài ra một số người nữa thì này thì mình cũng làm được. À, đúng chính xác. Thế thì không, nó có ảnh hưởng gì đến công việc bình thường? Hiện tại thì chưa, AI nó vẫn chỉ gần như là một cái ứng dụng tốt hơn, nó giống như là một cái công cụ hỗ trợ tốt dành cho kiến trúc sư hoặc người thiết kế thôi. Giống như kiểu bọn em khi mà bọn em làm phim thì bây giờ có cần thiết thì mình có thể dùng CapCut hoặc là đôi khi chỉnh sửa ảnh, đôi khi là dùng các ứng dụng trên điện thoại vậy thôi. Nó vẫn không thể nào thay thế được cho những cái workflow truyền thống được. Và quan trọng nhất vẫn là người làm, tại vì cái mắt thẩm mỹ cũng như là cái tính chất sắp đặt và làm và triển khai nó rất quan trọng để em trong khâu thiết kế thôi. Còn đương nhiên là đến khâu thực tiễn thi công thì sẽ cả phải cần có người có kinh nghiệm lên. Đúng rồi, tại vì bây giờ khách hàng mà tự lên trên mạng cái sử dụng AI thì cũng chẳng khác gì lên Pinterest lấy cái ảnh về xong đầu đem ra thợ làm, thì nó kèm theo rất nhiều rủi ro ở bên trong đấy. Tức là tham khảo được nhưng mà không có trải nghiệm, không có nhiều yếu tố về kỹ thuật rồi là đúng tại hiện trạng thì cũng không thể áp dụng được, đúng không? Đúng rồi, tại vì AI đôi khi họ chỉ là vẫn là một cái phần mềm, nó sẽ vẽ và nó vẽ những cái gần giống thôi, đôi khi là nó khá sai về vấn đề về kỹ thuật,